Ơi, đúng là đại gia nghìn tỷ nó khác anh chị em. Ở ngoài nhá là một rổ kim cương, sổ đỏ là chơi cả cân. Đấy, kim cương là chơi cả rổ và đi tù ạ. Nguyên một mồm kim cương luôn. Đấy, cứ nói là ở ngoài thì vì nước vì dân, nhưng mà đi tù nha, chơi một mồm kim cương. Các anh chị em đều biết rằng là đi tù á, làm gì có chuyện trên đời này có ai là đi tù mà được phục, gọi là đi tù mà được chiều như chiều vong. Thế chỉ có đại gia nghìn tỷ mới đi tù á, được chiều như chiều vong như thế, đúng không anh chị em? Đấy mới gọi là đại gia vì nước vì dân. Đấy mới gọi là đại gia ngàn tỷ, anh chị em công nhận không? Nghĩa là sao chơi một mồm kim cương. Anh chị em thấy phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, chơi một mồm kim cương. Và chúng ta đều biết là khi bị bắt ý, thì chả có viên kim cương nào ở răng. Khi phiên tòa phúc thẩm, sơ thẩm ý, chả có viên kim cương nào ở răng. Thì hôm nay phiên tòa phúc thẩm ý, thì một mồm kim cương ở răng. Thì là bình thường anh chị em thấy là một tù nhân thì làm gì có chuyện là ngay cả việc mà răng hàn răng, ngay cả việc là sau một cái khoan răng, và đặc biệt nữa là răng thẩm mỹ là có mặt ở tại là ở trong tù. Thế mà chơi một mồm kim cương là có mặt ở răng thì anh chị biết làm gì có chuyện không có gì gì. Làm gì có chuyện là không có gì gì mà hôm nay là những cái bức ảnh chụp đẹp như thế. Bình thường một tù nhân nhá, ra tù phải mặc áo tù nhân. Bình thường á, là một tù nhân á, là ra tù á, là đều phải mặc đeo còng số 8. Bình thường một tù nhân á, là ra tù là chụp ảnh nó xấu lắm. Thế nhưng mà sao hôm nay á, là sao phạm nhân, tù nhân bị can ra tù á, như một minh tinh màn bạc. Chúc mừng chị là ra tù được PR như là một nữ thần. Đấy, và đặc biệt á, là chị nháy mắt một cái là cả nước PR. Chị nháy mắt một cái là cả nước ghen tị với chị. Đặc biệt là một mồm kim cương của chị là giao báo chí PR cho chị, là chị khỏi phải kêu gào khi livestream á. Là chị bảo rằng là ai không ai PR chị, mà đến bây giờ là TikTok cũng như là mọi nền tảng là PR hàm răng của chị, PR chị là chị khỏi phải kêu, đúng không anh chị em? Cút con mẹ mày đi. Trước khi mày nói cái gì á thì mày nói câu hay ho đi, chứ mày nói mồm mày thúi không à? Còn mày ghen tị với người ta à? Mày ghen ăn tức ở à? Hả? Hay sao? Tầm cờ như vậy chứ. Này, cái bọn ca nghệ sĩ có cần lăng xê ấy, là chúng phải bỏ tiền. Còn cô Nguyễn Phương Hằng của chúng ta á, là người dân yêu quý cô từ trái tim. Tự người ta yêu quý cô và người ta lăng xê. Đấy mới là điều quan trọng. Hay chưa? Còn này, mày không cần phải dạy cho cái cách người có tiền người ta phải xài tiền như thế nào đâu nha. Còn rồi ám chỉ của mày là ý mày là nói này nói nọ các kiểu gì, rồi mày làm gì người ta hả? Mày cay lắm à? Chứ đâu phải như chị Hàn Ni của mày hả, ra tòa là phải đeo còng. Ừ? Người thì á, làm như cái con cờ hó đấy, gầy nhóm gầy nho đấy hả? Chúng mày ghen ăn tức ở hả? Hả? Cái con lừa đảo bán cái khóa học online hại biết bao nhiêu người dân. Cái loại mày mà cũng xứng đáng lên đây ngồi mà nói anh chị em ơi, ai anh chị em với mày? Còn mày á, liệu cái hồn đấy, giữ cái mồm cái mép đi. Rồi lúc cô Hằng về á, mày cũng sẽ phải đối diện với pháp luật đấy con ạ. Nha, đừng có gáy nhiều nha. Nên nhớ ăn gì thì ăn đi nha. Rồi có địt được cái nào thì thanh thủ đi. Chứ còn không, người ta bảo rồi, đi trước thì về trước, còn đi sau là đi lút cân luôn đi. Nghe chưa? Còn cô Hằng lúc đầu là cô chơi theo kiểu sao? Thượng tôn pháp luật. Nhưng tao tin với tính của cô nhá. Thì khi cô ra, khối đứa chúng mày phải lo sợ ăn ngủ không yên đấy. Tao nói cho mà biết, cẩn thận cái mồm mày đi. Còn à, còn xã hội bây giờ nhá, người ta thượng tôn pháp luật, nhưng khi mà một người người ta đã không thượng tôn pháp luật á, người ta chơi theo kiểu của người ta á, thì người ta bỏ tiền ra thì cỡ như chúng mày chỉ có ra đảo lút cần câu luôn thôi. Nhớ một điều như vậy, nhưng mà người ta là thượng tôn pháp luật, mày hiểu không? Còn như vậy mới đúng là của Nguyễn Phương Hằng mà chúng ta yêu quý, đẳng sơ cấp. Đấy là một cái style nào đó. Đừng có mơ. Cô Hằng ngày nay không phải như cô Hằng ngày xưa nữa đâu. Chúng mày chuẩn bị hết đi nha.